This is New Jersey Port Authorities. We could take the boat to New Jersey from here. Chúng mình tiếp xúc mai bằng phone nơi cái này cái này nhà chúng nó đợi chụp đo để chúng lóng đi New York tới từ thằng New Jersey nè New Jersey cái mà thuê cả ở New York nó được chia cái nốt. And also is in here a beautiful place and fresh air. So you see it, you could come here ride a bike, a city bike, walking and jogging. See how people do exercise here. What is special place? Exciting to come here and awesome to get fresh air from the Hudson River. Next one here, I will bring you to the Brookfield place, and also I bring you to the where the park is, and walk through to the Brookfield Center, Brookfield place, and you could see a beautiful and very nice garden, very nice park. With they had the bench, so you could sit down, come and hang out, and then walk to the Brookfield Center, and also they have restaurants also, and you could see very nice skyscraper, and very awesome. Bọc mai bằng ôn thay nick nhầm mà bằng hai video chun bọc mai bằng ôn nơi hàng ngoặt lệ nè vì miền sun spa lại coi lên hay chi tiết do tàu dường nào thuê đâm na từ hàng khnông building nông ngoặt kia phục hay cái lại nông sạt á hay về là video mùa tiết nhờ một hai nơi ở lại nhà thang Crown World Trade Center đó ở lại kỳ dân họ bọc bạc ca pi môn đó ở lại tâm thơ thông mấy sát mẹn tên từ nhà lại xuống cho bà đi cả muốn kì thơ đỏ sát và nắng là con thơ sát á lỡ á hơi sát đi hay lại đi bằng côi lên cho là ca lo mẹn tên chân bom ôn một mai bom ôn xong chơi nhờ tạm tạm nếu lại nít á nó nơi khang đam tay đi ạ à năng lại cặp bông phai chọn cặp ba đó chọn cặp nổ đó của kỳ do mình đánh màu New York á chẳng mang cái đặt lại năng One World Trade Center của do tầm đánh máu bị đi crowd crowd đó cái ai chọn cái ba lực lại nó bàn chọn ba hai cái do tầm đánh làm từ khi nơi hàng xuyên đáy cái miền cái lại nhà restaurant của chị này than dường ai mong coi nắng nhằm hậu bàn nè từ nhà order thì nó hay nơi hàng nóng cái miền thuê đôi mall cái thuê mall mà này thằng đôi thuê mall hay cái miền lụt cái bầu bò đại miền tầm lại nơi hàng khả năng nóng tiệt vô cả muốn cái thuê chẳng đại connect việc chọn cho mỗi World Trade Center chọn cho mỗi kia đại bộc bạn năng tàu nữa hay hàng khnông nắng về vừa lại nhà nắng về miền lại hàng lụa cả ao lụa màu bay tiệt chẳng xong chơi tam đàng bằng ổn công tên nè nhầm dượt từ hai nơi kia hàng khnông tại miền bạc giả ca sát sát
xong cho anh tam đan xong học cùng. Guys, thank you so much that come to follow my video. Please follow up. Thank you. This is inside Brookfield's place. So you could see by the window, they put the glass reflection so you could see New Jersey city skyline. So this is inside with is a real palm tree, beautiful, and on the top is glass. So you see on that reflection, you could see through to the building. Bọn mày bọn ôn nơi là khẳng khăn nóng nóng át đó nè. Rồi cái thua cái chọc trang ách mơ tàu là nơi là New Jersey. Hèn ní đàm thân nào nóng. Nơi sắp ní hào đàm thân nào. Thị trấn nơi Florida, nơi Hollywood. This is a palm tree like the Moses in Florida and is a Hollywood. So let's see, I would like to bring you to inside. This inside here they have a mall also, so you could come here to shopping, and then bring you to see to downstairs where the subway is, but for next videos come up, please follow. Thank you. A lot of expensive clothes, watch, kabob, Louis Vuitton, Marco Polo, Omega, everything here. Very nice place. It's Hudson River. So this is go inside. Look. We're inside shopping. Very nice. Cushy. Look. Bodega. We need a boat. Look. Very nice. Cushy. Shoes. See. Very nice place. Oh. So here they put high security. Keep watching. You see where's errors go downstairs. Go to World Trade Center underground. And New Jersey transit. So, and then you could see a reflection by the World Trade Center. So next one I will show you the window with the underground the subways and the underground of World Trade Center. So let me bring you outside a little bit and see there's the garden and the tree around and beautiful. This is where World Trade Center is. You can come and walk around. Look. See Freedom Tower. The Freedom Tower. One World Trade Center. This one here. You see it? And the buildings around. So really nice. One World Trade Center. Freedom Tower. They are very, very nice. So see? You see it. Very awesome. It's awesome. Beautiful days. Even you just come out and hang out around and jogging and walking and do exercise here. It's fresh, very nice. So next one, I will bring you to underground World Trade Center. Wait for next time. Thank you. Next time, go don't over there. Subscribe. Next time, go see around. But not today. Click like or share. Thank you.
Bye bye for now. All right, go down to the subway. You see here, it's go down to underground, World Trade Center, and the subway, New York subways and New Jersey transit also. It's going down really big. Chụp từ cái nào mà nó chụp từ World Trade Center ground đây sẽ đã dồn được khu mạnh tay chẳng là thương là toàn một việc sự mong phục xong chơi bọn ôn đồng ơn ta tan video mấy mùa tiết nhưng thọt bằng hai nhà cái lấy nhà ground đây World Trade Center đại kỳ tâm thuê thông mấy á lên lại chẳng xong bọn ôn chui sẵn. Just subscribe and like.